Thái Du Khai. Chồng Nguyên vô tiệm sửa xe này để gắn cái bóng đèn cả nhà. Cái bóng đèn nó bị hư rồi, cho nên hả, quả trắng to sờ, kêu người ta gắn tí xíu à. Cái bóng đèn bên đây nó hư rồi, nó không có cháy, bên đây cháy. Tại vì mình về quê á cả nhà. Cái chồng Nguyên đi bảo trì xe, chồng Nguyên đi bảo trì xe cả nhà, quên, không là bạn của chồng Nguyên á bảo trì xe, nhưng mà kiểu như người ta không có bao cái vụ đèn á, cho nên lại đây gắn cái đèn, ý lại đây sửa gắn cái đèn một tí xíu à, gắn cái đèn, bóng đèn không có nhiêu tiền chứ cả nhà, tùy theo xe nữa. Hôm nay hai chồng Nguyên đi ra ngoài ăn. Bữa nay Nguyên ngại hai chồng Nguyên ở nhà dọn dẹp nhà. Đúng rồi. Nguyên ngại hai chồng Nguyên ở nhà dọn dẹp nhà cả nhà. Trời ơi, nó quải giặt mùng mền gom ngày cuối. Về quê chứ không gì. Đáng lẽ là bữa nay Nguyên về quê rồi đó, nhưng mà cái bóng đèn này hả, à, lúc nào cũng từ hồi mà sửa nó tới giờ nha, là cái bóng đèn này bị hư không á cả nhà. Đến rõ mà cái chị chủ này lợi á, nó bả còn nói nó ủa bên phải nữa hả. Chị chủ là người phụ nữ nha cả nhà. Con gái sửa xe hay ghê không. Chồng Nguyên kêu Nguyên tắt xe, mà xe ổng tắt rồi mà ổng kêu Nguyên tắt. Nguyên tưởng đâu ổng kêu Nguyên mở xe lên. Gái chị sửa xe hay ghê không. To sẽ nào. Sửa. Gắn cái bóng đèn là 20 đồng cả nhà, 20 đồng mà khoảng 110 tiền Việt Nam mình á. 110 120 khoảng 120. Ý, 110 chứ. Không quy lại đâu. Hai chồng Nguyên vô trong đây ăn này cả nhà. Quán ăn của người Hoa, nhà hàng của người Hoa cả nhà. Ui đông dữ thần à, mạnh đỉnh rồi. Cho dầu chanh à, à có dầu à, à cái cơ sai á, đây là menu của họ nè cả nhà. Nãy chồng Nguyên kêu rồi một con cá hấp, cá gì, cá điêu hồng hấp á cả nhà, món khoái khẩu của Nguyên á. Ở đây cá gì cũng có hết trơn á cả nhà. Cá dồ, cá tra, cá gì cũng có. Hình như cá dồ không có á. Hồi bữa có bạn nói với Nguyên mắc cười lắm. Cá da trơn mà đem đi hấp ăn tanh gình. Trời ơi, ở đây món người qua người ta cá da trơn hay là cá có da gì á, người ta cũng hấp hết. Hấp là món hấp, món cá hấp là cái món đặc sản của người qua luôn á cả nhà. Món ăn truyền thống của họ luôn á. Ngày Tết là mấy cái món này là ta bán chạy dữ lắm. Nè cá này, cá cũng cá da trơn nè, người ta cũng hấp nè. Đa số là hấp nước tương. Nguyên mê lắm, mê cá hấp. Chồng Nguyên ăn cơm mới là anh phải có để tỏi như vậy nè, anh mới chịu ăn cả nhà. Không ăn thấy ngon miệng, Nguyên để theo luôn, bắt chước để theo, trộn với cơm ăn á. Cá của Nguyên chưa có ra nữa. Cái này là rau lan xào tỏi đó cả nhà. Su à? Giấm á, giấm đen. Người qua là thường ăn giấm đen lắm. Nãy giờ hai chồng Nguyên ăn muốn gần hết dĩa rau lan xào tỏi luôn cả nhà, mà con cá chưa có ra nữa. Chiều cứ bia miêu ăn từ từ, đồ ăn chưa ra mà đói bụng. Cơm này á cả nhà, như ta nấu cơm gạo thơm á, cho nên cơm nó ngon ghê. Đông. Lâu mình cứ ăn đi. Đông cả nhà, quán đông á, cho nên họ tại rồi. Cá loại cả nhà, cá điêu hồng hấp. Nguyên mê ăn cái món này lắm. Ở đây hơi đông đó cả nhà, quán đông cho nên hơi ồn, Bạn kế bên đang uống rượu, họ nói chuyện hơi lớn tiếng. Mình ăn xong rồi vô trỏng trả tiền cả nhà. Mình tự lấy bill rồi vô trỏng tính tiền á. Hình như bữa nay á, có trong đây có sinh nhật á, hồi nãy Nguyên nghe người ta hát chúc mừng sinh nhật quá trời. Ở đây có hai lầu, có lầu nữa cả nhà, tầng dưới với tầng trên. Ở trên ở phía kia cũng có nữa. Wow, cây này là cây chanh nè cả nhà. Trái bự bự không à. Nhìn đã ghê không? Nguyên nhìn Nguyên tưởng cây chanh, ai về cây này là cây tắc cả nhà ơi. Tờ sẽ nè 81 đồng 4 là khoảng 450 cả nha. Đây là đường lên lầu nè. Cái anh đang ngồi đây nè cả nhà, anh này là chủ đó. Thấy hai chồng Nguyên ăn ở trong quán của ảnh ra đó, cái ảnh thấy hai chồng Nguyên cái ảnh chào hai vợ chồng Nguyên. Ở đây là nguyên một dãy ha, là cái quán này là đông nhất luôn á cả nhà. Cái quán ăn của người Hoa này là đông nhất luôn. Còn mấy cái phía kia cũng có quán ăn của người Hoa nữa, nhưng mà chỗ này là đông nhất luôn á. Ở trên lầu cũng nói luôn á cả nhà, ở trên với ở dưới. Chiên khen hãy dù khăn tao sơ ra này khăn miến khen hả? Mỹ dù khăn tao sọ mô sơ đều. Cái eo vẫn sọ sơ mà. Mỹ cơ đến sushi chưa mà? Cho con? Ồ ha? Quang chi ho? Nén san sữa. Quên á. 30 người ta cũng đi làm á cả nhà. Đi làm ngày cuối cùng á. Người cái người ta về quê là kẹt xe đó, ôi là trời, làm tới 30 Tết luôn là kẹt xe. Hai chồng Nguyên thì về, tại vì năm nay hai chồng Nguyên nghỉ Tết sớm á cả nhà. Nói nghỉ Tết sớm cũng không nghỉ Tết sớm nữa, 30 mới về. 30 Tết về cả nhà. Về ăn Tết đến dưới quê. Bây giờ là 8 giờ đó nha, 8 giờ tối. 8 giờ tối ở Malaysia đó. Ông cô Huy chảo. Nãy hai chồng Nguyên đi siêu thị mua miếng dán để dán Tết đó cả nhà. Dán ở trước cửa nhà, cái miếng vải á, miếng vải đỏ nè. Chết ông này ông nghiên cứu gì vậy trời. Nó sầu mến mà. Nguyên hỏi chồng Nguyên khóa cửa không? Ông nói tùy thích em á. Ông cầm chìa khóa mà ông nói gió mát hiu luôn á cả nhà. Vô nhà tại vì cửa sổ nhà Nguyên không có đóng á, Nguyên phơi đồ. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc á cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên á. Xin chào.